Thiên có động thái gây sốc khi Brad Pitt liên tục chọc tức Angelina khoe người tình với con. Tài tử Brad Pitt được cho là xác định mối quan hệ nghiêm túc với người tình trẻ Inez Draman và giới thiệu cô với gần hết 6 người con của anh. Nguồn tin tiết lộ trên Daily Mail, tài tử 59 tuổi đã trở nên rất thân thiết với Inez Draman sau 3 tháng hẹn hò. Theo nguồn tin, Brad Pitt chia sẻ về mối quan hệ tình cảm này với những người con của mình và không bận tâm đến những gì Angelina Jolie nghĩ về mình. Trên thực tế, anh ấy muốn Jolie biết rằng anh đang hạnh phúc bên người khác, nguồn tin nói. Brad và Angelina vẫn đang trong cuộc chiến tranh chấp tài sản lẫn quyền nuôi con sau 7 năm ly hôn. Cặp sao có 6 người con là Maddox 20 tuổi, Park Thiên 19 tuổi, Zahara 18 tuổi, Silo 16 tuổi và cặp song sinh Kinoff Vivian 14 tuổi. Nam diễn viên Babylon hẹn hò nhà thiết kế trang sức Inez Draman từ tháng 11 năm ngoái. Anh đưa cô đến xem đêm nhạc của Bono ngày 13 tháng 11, giới thiệu cô với nhiều bạn bè nghệ sĩ tại đó. Tháng 12, Brad tổ chức sinh nhật với Inez ở Los Angeles. Đến cuối năm, anh cùng người đẹp tới Mexico nghỉ dưỡng đón năm mới, nơi Inez được trông thấy bên bể bơi với Brad. Inez Draman, trạc 30 tuổi, cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng chưa có con. Cô kết hôn với nam diễn viên nhật ký ma cà rồng Paul Wesley năm 2019 và chia tay vào hè năm ngoái với nguyên nhân những khác biệt không thể hòa giải. Hôm 17 tháng 2, Paul Wesley chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa. Theo Daily Mail, vụ ly hôn của Inez và Paul diễn ra êm ấm, không có nhiều căng thẳng như Brad Pitt và Angelina Jolie. Tài tử và bạn gái hỗ trợ nhau về tinh thần khi cả hai đang ở trong giai đoạn khó khăn. Dịp Valentine vừa qua, Brad Pitt gửi hoa mẫu đơn tới văn phòng làm việc tặng bạn gái. Anh hiện bận đóng phim ở New York, không thể đến Los Angeles kỷ niệm ngày lễ tình nhân đầu tiên với Inez. Về phần Angelina Jolie, minh tinh 47 tuổi có thái độ dửng dưng trước thông tin tình ái của chồng cũ. Cô diễn xách đồ trẻ trung lịch sự, cùng con gái nuôi Zahara đi công việc ở New York hôm 20 tháng 2. Qua hình ảnh được lan truyền, Angelina Jolie mặc áo xẻ ngực kết hợp áo khoác dạ dán dài cùng giày da. Trong khi đó, con gái 18 tuổi năng động với quần jean, áo len và giày thể thao. Vào dịp này, Angelina hội ngộ con gái ở thành phố New York. Zahara hiện là sinh viên đại học Spelman ở Atlanta, ở nội trú tại trường. Thi thoảng Zahara tới New York tham gia một số hoạt động cùng mẹ. Cô gái người Ethiopia đã vài lần gặp gỡ các chính trị gia với Angelina Jolie. Năm người con khác của nữ diễn viên là Maddox, Park Thiên, Silo, Kinoff và Vivian không đi cùng mẹ. Gia đình Jolie hiện sống ở Los Angeles, California. Là một nhà hoạt động nhân quyền, Angelina Jolie thường xuyên đi công tác khắp nơi. Cô cũng là đại sứ của một số thương hiệu, trong đó có hãng nước hoa Guerlain của Pháp. Minh tinh vừa có chuyến đi tới Paris vào tháng 2. Từ sau ly hôn Brad Pitt, nữ diễn viên không công khai hẹn hò ai. Cô tập trung vào công việc và 6 người con. Brad Pitt hiện đã có người mới, là nhà thiết kế trang sức Inez Draman, 30 tuổi. Trước đó, Pegasus đưa tin Park Jolie Pitt hay Park Thiên, con trai gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt, đã trở thành nghệ sĩ dưới nghệ danh M2. Không nối nghiệp cha mẹ nuôi, Park Thiên tự chọn con đường nghệ thuật của riêng mình. Nguồn tin độc quyền của Pegasus nhận định, nam nghệ sĩ trẻ không phải là một Nepo Baby, thuật ngữ dùng để nói về những đứa trẻ, được sinh ra từ gia đình nổi tiếng và có tiềm lực kinh tế vững mạnh. Thay vào đó, anh hoạt động dưới nghệ danh M2 để tránh mang tiếng dựa hơi cha mẹ nuôi, hai ngôi sao nổi tiếng của Hollywood. Chàng thanh niên sinh năm 2003 lựa chọn theo đuổi sáng tạo art game, nghệ thuật trong game. Các tác phẩm của Park Thiên sử dụng quy trình nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số và hỗn hợp, sử dụng nhiều hơn một phương tiện hoặc chất liệu để tạo ra tác phẩm. Chúng được mô tả là trừu tượng và được đảm bảo không phải là NFT, một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain, công nghệ sử dụng chữ ký số để xác nhận tác phẩm gốc và người sở hữu tác phẩm, bảo vệ tác phẩm, không thể bị sao chép hay làm nhái. Được biết, đây không chỉ là sở thích của Park Jolie Pitt, mà chàng nghệ sĩ trẻ nghiêm túc theo đuổi loại hình nghệ thuật này. Ngoài ra, anh cũng có niềm đam mê với nhiếp ảnh, quay phim. Nam nghệ sĩ trẻ cũng đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm tại một phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel. Theo Pegasus, giá trị của các tác phẩm nghệ thuật chưa được định giá con số cụ thể.